kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 23 tháng 12, một nguồn tin cho biết Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra lần 2, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư nhà báo và ông Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm đoàn luật sư Vĩnh Long về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 đến 500 tỷ đồng. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu điều tra bổ sung về nội dung này. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu giám định xác minh một số tài khoản mạng xã hội về những clip phát ngôn liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi điều tra bổ sung, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã rút yêu cầu bồi thường từ 300 đến 500 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện Kiểm sát yêu cầu để tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu làm rõ có ai tiếp sức cho bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ hay không. Việc này Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận không có người tiếp sức cho hai bị can. Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên 3 nhân viên của bà Hằng cùng 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo bị tuyên tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, ngày 14 tháng 11, một nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ yêu cầu công an cung cấp điều tra bổ sung lần 2 liên quan đến vụ án bị can Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, và ông Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ cách đây 2 tuần và yêu cầu làm rõ một số vấn đề về lời khai của các bị can cũng như hành vi của một số người liên quan. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube mang tên Nhà báo Hàn Ni đăng tải lên mạng xã hội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức, trái quy định pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng. Trong buổi ghi hình vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hàn Ni đã có những phát ngôn đề cập đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, bà Hàn Ni không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép. Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình có nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của công ty cổ phần Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu thông qua báo chí được biết ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và là một trong 3 người sáng lập ra quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ngoài ra, bà Hàn Ni cho biết ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà ở tại nhà riêng, sử dụng máy điện thoại di động và webcam được cài đặt và gắn trên máy vi tính để bàn để tự ghi và đăng đoạn ghi hình có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" phát trên tài khoản YouTube và Facebook đều có tên nhà báo Hàn Ni. Bà Đặng Thị Hàn Ni trình bày nguyên nhân có những phát ngôn nêu trên là vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hàn Ni có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện những nội dung bà Hằng đã nói là không đúng về việc bị can Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp, nói bị can Hàn Ni là bồ một quan chức, nói bị can Hàn Ni chửi một quan chức cấp cao, đưa hình ảnh bị can Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bị can Hàn Ni là phản động. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Trần Văn Sĩ đã đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 8 tháng 10, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận
Bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, không kháng cáo bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên. Cụ thể đến nay đã kết thúc thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, nhưng Tòa án Nhân dân TP.HCM vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, buộc bồi thường 25 triệu đồng trong tổng số 36 triệu đồng cho hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan. Sau bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM nhận được 5 đơn kháng cáo từ 4 đồng phạm của bị cáo Hằng và 1 đơn kháng cáo của bà Đinh Thị Lan. Trong khi các đồng phạm của bị cáo Hằng đề nghị cấp xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt thì bà Đinh Thị Lan kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng, mức bồi thường thiệt hại tinh thần cho bà. Chiều ngày 3 tháng 10, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận Tòa án Nhân dân TP.HCM đã nhận 5 đơn kháng cáo bản án hình sự tuyên ngày 21 tháng 9 vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng đồng phạm gây ra. Trong đó có 4 đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ các đồng phạm của bà Hằng, 1 đơn kháng cáo từ bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án. 4 đồng phạm nộp đơn kháng cáo là Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong đó bị cáo Đặng Anh Quân đang bị tạm giam, 3 đồng phạm được tại ngoại. Tòa án chưa nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tuyên phạt bị cáo Hằng 3 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Về dân sự, yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại cho bà Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan 36 triệu đồng. Bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Cạnh đó, bà Lan đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại, đồng thời xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bà. Bà Lan là một trong hai người được bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần theo yêu cầu trong vụ án mà tòa đã tuyên. Người còn lại là bà Đặng Thị Hàn Ni. Số tiền mỗi người được bồi thường là 18 triệu đồng. Bà Hằng phải chịu tổng số tiền 25 triệu đồng, bị cáo Quân chịu số tiền 5 triệu đồng, 3 đồng phạm còn lại chịu số tiền 2 triệu đồng một người. Bà Lan cho rằng số tiền này không tương xứng với những tổn thất tinh thần mà bà đã chịu. Tại phiên tòa ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 5 bị cáo tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, bị cáo Hằng bị phạt 3 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, 2 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. 3 bị cáo còn lại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bị bắt thi hành án. Hiện họ đang tại ngoại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!